Hello các bạn, hôm nay Trinh chia sẻ đến các bạn một món cá nục kho. Cá nục trên kho rất là thơm ngon, dẻ khô, đặc biệt là không bị tanh và không bị bở mềm, màu sắc thì cực kỳ đẹp. Với phương pháp này, các bạn có thể áp dụng cho rất nhiều loại cá khác. Với cách làm cực kỳ đơn giản, nhanh gọn lẹ, xin mời các bạn cùng theo dõi video clip của Trinh nhé. Thì ở đây Trinh có con cá, cá này giống như con cá nục của mình đó mọi người. Trinh mua ở chợ Việt Nam, thì mua đông lạnh đó. Nó có hai loại, một loại đông lạnh và một loại tươi. Nhưng mà cái này là Trinh mua đông lạnh, con cá này Trinh mua đông lạnh hay gì á. Thì bây giờ Trinh sẽ làm sạch, trước tiên là Trinh sẽ làm sạch con cá này. Cá này kêu giống như cá nục mà nó béo lắm. Cá này mấy bữa Trinh cũng hay, rất là thích, gia đình Trinh rất là thích ăn cái loại cá này, rất là béo luôn. Giờ Trinh sẽ làm cắt dãy, cắt mang trước, cắt đuôi nè. Thì mua ở chợ thì họ không có làm, chợ ở đây họ không có như chợ Việt Nam, cũng có tùy theo chỗ, có chỗ chợ Mexico thì họ, mình yêu cầu họ làm thì họ làm cho mình đó. Thì Trinh sẽ cắt hết cái mang này, cắt cái đầu, cái mông, cái mỏ này luôn. Sau đó Trinh sẽ rút cái mang này ra luôn. Giờ Trinh sẽ rút cái mang ra xong rồi, giờ Trinh sẽ mổ cái bụng này ra, để cái kéo vô đây mình xẻ một đường nè, để mình móc hết cái ruột này ra mình bỏ. Giờ thì Trinh tiến hành sẽ tha muối lên, tha cái muối này lên hết trên cái mình con cá này cho nó khử bớt cái mùi tanh đó. Trong cái ruột này Trinh cũng lận ra, rửa cho thiệt sạch nè, nó có cái những cái đen đen này nè. Trinh sẽ dùng cái dao, Trinh sẽ cạo cái bớt cái đen, cái nạc cá này thì nó không có dẫy, nhưng mà mình cạo bớt cái nhớt ngoài này nè cho nó hết, nó bớt, nó không có bị tanh. Giờ Trinh sẽ rửa lại sạch cả này xong, sau đó Trinh sẽ cho vô đây một ít giấm. Và Trinh cũng rửa, tiến hành tha hết trong cái mình con cá, hết cái da đồ luôn đó, để cho cái giấm này nó khử bớt cái mùi tanh đó. Sau đó Trinh sẽ xả lại bằng nước lạnh, rửa sạch bằng nước lạnh. Thì đây con cá Trinh đã rửa sạch rồi, bây giờ Trinh sẽ cắt khúc ra. Thì cá này Trinh sẽ cắt làm 4 khúc. Nếu mà cắt dày quá thì cá nó sẽ không có thấm, mà cắt mỏng quá thì cá nó sẽ dễ bị nát, nên là Trinh sẽ cắt 4 khúc. Tại cá đông lạnh thì chắc chắn là nó không có ngon như cá tươi ở Việt Nam mình. Bây giờ Trinh sẽ cho vô trong cho vô hết cái thao này và Trinh tiến hành Trinh ướp. Đây thì trước khi ướp thì Trinh sẽ cho vô đây một tí xíu rượu nấu ăn. Trinh sẽ cho vô đây là nửa muỗng cà phê rượu nấu ăn. Rượu nấu ăn để giúp cho con cá mình nó được cứng hơn. Nếu không có rượu nấu ăn thì các bạn có thể bỏ qua công đoạn này. Đó, thì Trinh cho rượu nấu ăn vô xong thì Trinh sẽ để đây cho cá nó thấm khoảng 5 đến 10 phút. Thì cá Trinh đã ướp ra được, ướp cái rượu nè, được 10 phút rồi. Giờ Trinh sẽ chắc bỏ cái nước này. Chắc bỏ cái nước xong thì giờ Trinh sẽ tiến hành Trinh ướp. Trinh sẽ cho vô đây một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê nước mắm. Trinh sẽ cho vô đây 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Trinh sẽ cho vô đây là một muỗng canh tỏi băm. Bây giờ Trinh sẽ trộn đều lên.
Giờ Trinh sẽ mang bao tay vô và ướp, bóp cái cá này, massage cá này cho cá này nó thấm. Để đây ướp khoảng từ 20 đến 30 phút. Thì ở đây Trinh có cái chảo. Có chảo này chị Trinh kho cá rất là ngon. Giống như cái nồi đất của mình vậy đó. Ở đây Trinh sẽ cho vô đây là một muỗng canh nước lạnh. Sau đó Trinh sẽ cho vô đây là hai muỗng cà phê đường vàng để Trinh thắng cái nước màu. Trinh có nước màu đường nên là Trinh lúc nãy Trinh ướp cá, Trinh không có ướp đường thêm. Lát nữa mình gia giảm, mình nếm lại mình gia giảm vị đường, tại vì đường ở đây mình có để mình thắng nước màu có độ ngọt rồi. Thì bây giờ nước màu nó đã ngả màu vàng cánh gián rồi. Thì Trinh bây giờ nước màu nó đã ngả màu vàng thì Trinh sẽ cho vô đây là một muỗng canh dầu ăn. Trinh tăng lửa lên tí xíu. Giờ Trinh dầu đã nóng lên lại thì Trinh sẽ cho cá vô. Cá Trinh đã ướp được 30 phút rồi đó. Để lửa nhỏ nhỏ chứ đừng có để lửa lớn quá thì cá nó sẽ mau bị cháy ở dưới á. Đó, Trinh sẽ để cá như vậy, để lửa review như vậy. 5 phút Trinh trở, 5 phút nữa Trinh mới trở cá. Giờ Trinh sẽ chở 5 phút và Trinh sẽ chở cái cá này. Đó, nhẹ nhàng thôi nha. Chảo này hơi nhỏ. Thì cá Trinh đã trở lại 5 phút rồi. Đó, cá bây giờ lên màu rất là đẹp. Cái màu nó lên màu rất là đẹp rồi. Đó, nó săn cá lại rồi. Bây giờ Trinh sẽ cho nước vô. Cho cái nước vô trong cái tô hồi nãy Trinh ướp á. Trinh sẽ cho nước lạnh vô đây. Đó. Bây giờ Trinh sẽ nấu để lửa review thiệt là nhỏ. Đậy nắp lại. Trinh sẽ đậy nắp lại và để lửa riu riu thiệt là nhỏ. Trinh nấu khoảng 30 phút. Quên nữa, Trinh sẽ bỏ vô đây một ít ớt. Bỏ ớt vô đây. Ớt này Trinh sắc phút phút. Ớt này thật ra để bỏ vô cho nó thơm ngon thôi chứ nó không có cay lắm. Ai muốn ăn cay thì bỏ ớt thiệt cay. Trinh kho là được 10 phút, hơn 10 phút rồi. Bây giờ Trinh sẽ dỡ nắp ra. Thơm quá, thơm quá. Và Trinh sẽ trở cá lại và nêm lại coi nó có còn thiếu cái gì không nha. Đây, Trinh sẽ trở cá lại cho nó thấm đều nè. Nếm lại. Trinh nếm lại thì nó hơi lạc. Trinh sẽ cho thêm nước mắm vô. Trinh sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm nữa. Rồi bây giờ Trinh sẽ để đây kho thêm trong 15 phút nữa.
Đây giờ cá của Trinh đã kho được 25 phút rồi đây. Wow, thơm lắm, thơm thơm phức luôn á. Giờ Trinh sẽ cho hành lá vô. Cho hành lá vô và một ít ớt, ớt Trinh còn hồi nãy để lại để lên trên cho nó đẹp á. Thì Trinh sẽ bỏ vô đây kho luôn tầm 2 3 phút nữa là nó sệt lại là vừa rồi. Ai muốn ăn mà sọt hơn, khô hơn thì kho thêm nha. Kho thêm 1-2 phút nữa nè. Trinh sẽ cho thêm vô đây một ít tiêu nè, cho nó thơm thơm đậm vị ha. Món cá của Trinh đã kho xong rồi nè. Trinh trang trí thêm vài lá ớt, vài cọng hành cho nó thêm màu và bắt mắt nè. Màu sắc thì rất là hấp dẫn, mùi thơm cực kỳ quyến rũ luôn. Với phương pháp này, Trinh mến chúc các bạn thành công với phương pháp này. Video của Trinh xin tạm dừng tại đây. Nếu thích xin đừng quên like, chia sẻ video cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh giúp Trinh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.